Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy hải sản tháng 6 năm 2015 đạt 2,6 tỷ đô la Mỹ, đưa kim ngạch xuất khẩu của ngành 6 tháng đầu năm 2015 lên 14,42 tỷ đô la Mỹ. Trong các mặt hàng nông sản, hạt điều và sắn là hai ngành có sự gia tăng về cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Theo đó, thì 6 tháng đầu năm, khối lượng điều xuất khẩu đạt 150.000 tấn với giá trị ước đạt 1,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% về lượng và 28,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan vẫn duy trì là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam. Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 2,83 triệu tấn với giá trị 844 triệu đô la Mỹ, tăng 50,5% về khối lượng và tăng 42,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.